Mến chào các bạn, hôm nay ngày thứ tư 13 tây tháng 1 năm 2021, thì vào ngày thứ ba 12 tây tháng 1 năm 2021, Hạ viện đã thông qua đạo luật, đó là kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence áp dụng luật tu chính thứ 25, đó là chế xuất Tổng thống Trump, với lý do là ông Trump đã kêu gọi một cuộc bạo loạn tấn công vào Quốc hội vào ngày 6 tây tháng 1 năm 2021 vừa qua. Và ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ mình phản kháng lại ngày công nhận sự chiến thắng của ông Joe Biden cho cuộc bầu cử tổng thống của năm 2020 vừa qua. Với 223 phiếu của đảng Dân Chủ thuận và 205 phiếu chống của đảng Cộng Hòa, trong đó có một dân biểu đảng Cộng Hòa là ông Adam Kinzer đã đồng thuận cùng Dân Chủ cho đạo luật này. Cái nghị quyết này kêu gọi ông Mike Pence dùng quyền lực của mình ngay lập tức với cái tu chính thứ 25 điều 4 là động viên triệu tập ban nội các thông báo rằng tổng thống không thể hoàn thành nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Nhưng trong thời gian Hạ viện đang biểu quyết cho đạo luật này thì ông phó tổng thống Mike Pence có gửi một thông cáo đến bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi rằng ông ta sẽ không áp dụng tu chính 25 này để trước phế tổng thống Trump. Ông ta nghĩ rằng cái đạo luật này không phải là giải pháp tốt nhất cho đất nước hoặc phù hợp với hiến pháp. Áp dụng hình thức này sẽ tạo ra một hình thức tiền lệ một cách khủng khiếp. Cái tu chính thứ 25 này được cải sửa vào năm 1967 khi Tổng thống Kennedy bị ám sát. Với đạo luật này, được phép chuyển quyền của Tổng thống khi bị chết hoặc tàn phế. Điều 4 của tu chính, Tổng thống bị tước quyền nếu Phó Tổng thống và đa số của ban nội các phủ quyết muốn làm như vậy. Nếu có tất cả 8 người của những bộ trưởng cùng với ông phó tổng thống mà phủ quyết tước quyền của tổng thống thì ông Mike Pence sẽ áp trên tổng thống cho đến khi ông Joe Biden nhận cử vào ngày 20 tháng 1 này. Nhưng mà ông Mike Pence sẽ nói rằng ông ta sẽ không làm như thế. Ngoài ra, nếu muốn buộc tội thì cần 2 phần 3 thượng viện, nhưng hiện giờ đảng Cộng Hòa là đa số, cho nên sự trước phế hay là tước quyền của Tổng thống Trump sẽ không bao giờ thành thật. Xin chia sẻ bài báo này đến cùng các bạn. Chúc mừng các bạn một ngày vui vẻ.